Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Chúng ta đang cùng nhau đi tìm hiểu về các cái quy trình đánh răng, vệ sinh răng miệng, và các bạn đang cùng thực hiện việc tô màu theo các bước. Ở đây thì chúng mình đã tô màu được bước 1 là kem đánh răng, bước 2 đánh răng, bước 3 chúng mình sẽ phải nhổ kem ra và súc miệng lại với nước. Hôm nay chúng mình sẽ tô màu bức tranh này nhé. Đầu tiên là mình sẽ tô mái tóc màu đen. Phần của áo là màu xanh, bên nữa cũng màu xanh này. Thân áo mình tô màu cam nhé. Sẽ lấy màu xanh lá cây để tô cho cái cốc này. Và cuối cùng là hình nền, sẽ tô bằng màu gì nhỉ? Màu vàng. Màu vàng, nếu như các bạn sử dụng mà màu vàng, chúng mình dùng cột như thế này rồi không thể tô màu nữa thì các bạn hãy bóc cái phần vỏ này ra nhé. Một đoạn thôi nha. Ok, vậy là mình đã hoàn thiện xong được bước số 3 rồi đúng không nào? Vậy là chúng ta còn bước số 4 nữa. Về một hình ảnh, thực ra là cái bước số 4 này cũng rất là đơn giản thôi. Chúng mình sẽ để sang video ngày hôm sau thì mình tô màu nhé. Thời lượng của kênh hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh cho mình nhé. Tạm biệt.